Cháu chào bà, cháu từ Hà Nội vào và cháu muốn được nghe bà kể lại câu chuyện cách đây 50 năm. Dạ. Thưa quý vị và các bạn, Quân Nguyên Việt Nam có mặt tại Mỹ Lai và xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn nạn nhân, nhân chứng lịch sử của thảm sát Mỹ Lai 16 tháng 3 năm 1968 là Hà Thị Quý. Bà ơi, ngày đó thì cách đây tới 50 năm rồi. À, dạ. Bà còn nhớ nhiều không? Bà có nhớ không? Nhớ, dạ. Nhớ. Nhưng mà có đọc, cũng có đọc. Tứ một quay. Quay là mình nhiều tuổi quá. Dạ. Năm nay là năm nay là 93 tuổi rồi. Năm nay bà 93. 93. Như vậy là năm đấy là bà 43. 43. Dạ. 43. Bà kể đi bà. Gọi là hầu trước kia đó, là mấy cái năm trước đó, là Mỹ là nó thường ở vô đây. Dạ. Vô đây là đầu có bộ an cộng hòa biệt động quân, nghĩa quân cũng có ấy, đủ đủ lại. Dạ. Mà thường thường là thoát ngà nó xuống lại. Dạ. Nó xuống thứ là thường thường là Mỹ nó đi giật xét giật tay. Dạ. Nó chở xuống xe, chở xuống đó là biểu biểu tôi đi giật cây giật xét, hiện người nào mà mạnh thì giật cây giật xét, mà hiện người nào yếu rồi thì xách nước lên cho mấy ông uống, lính nó uống thì không có gì vậy. Mà còn cái nam đó bữa mấy rồi tôi cũng quay mất rồi. Cái bữa mà Mỹ mà đổ đó tôi cũng quay mất rồi. Yeah. À, coi như là bà con của tôi là bốn mẹ con, coi như là xe cũ lo, đường xe cũ lo là mà xó mà là nó đổ quân tàu, một cái chiếc tàu nó qua lên, coi như nó qua xuống, nó đi ba vàng sáu gì coi nó sáu vụ á, nó xuống rồng cây rồi nó vừa lên trên tới tỉnh á, là canh năm mà nó dỡ mù mịt tối tăm, nó dỡ thì xung quanh trốn, nó không có rừng trốn, nó dỡ hết, dỡ cái như tôi bò con không biết là na cái hình động gì mà là canh năm nó dỡ rồi xây rồi canh xuống kia xuống rồi đứt vừa dứt cơ coi như là nó đố quân tới gì mà tao ba gì mà tập phen á mù mày tấu tam là phía tranh kìa phía tranh tấu cái chồng mà cũng luôn cù xét rồi cứ nói vậy nó đố quân mà thường thường là miết miết vậy chứ không có sâu đâu còn nó nà rồi sợ quá. Nó không sợ thì cứ giữ cái nhà xe cũ rồi nó chừng nó vô mình quà mà không xô ra công. Thì tôi cũng nói với mẹ con cái xe cũ. Rồi kìa, nó vô trong đầu chốn này, coi nó đầu chốn này. Coi như là nó bén gì mà nó bén rầm 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 ấy. Cứ nó bén, nghĩa quân nó vô nó bén gò, bén gì. Chứ không hà là nó bén người ta. Nó chân nó quanh xuống tránh cháy cháy rồi thằng trốn nó còn đi chết cho thằng nhỏ ấy có con mới đẻ của bả bữa rồi mà cũng đành mà mới bé mà chết thì hạnh bả bữa não ma à. Rồi cái nó xuống đây thì một cánh nó điện chuồng giữa cái một cánh nó xuống đây cái là nó dẫn ra thập canh đó 102 thì coi là nó giết ấy, cái đầy thì nó dẫn tôi đi rồi xuống chiến tích đó. Chú lấy cái mương đó. Tại tôi xuống đó, cái chỗ nhòm lấy đó rồi ngồi, nó vô ngồi hết. Đâm quá, đồng bộ đâm lát. Muôn hội một con lính này. Cơ mẹ không có làm gì mà chỉ kể. Quân nó đốt, tàu ba thì nó đánh trên tàu. Rầm rầm rầm, không nghe cái gì vậy trời. Rồi xuống đó
nó biết tôi ngồi đó, bà con ngồi lấy ngồi xuống đó thôi. Nó xuống chung cây nó, vừa tới muôn cây nó thì nó biểu ngồi hết muôn cây. Rồi, ngồi lớp muôn cây rồi đây, cái nó biểu lớn dậy. Cái người cô con thì cũng nói cho đúng chặn đứng. Nào không có con nhỏ cũng như vậy, đứng mạnh. Cái vậy cái nó bé nhồ đầu cùng gắn đi. Nhỏ gì xảy nhỏ gì nó mét trong lúa mẹ cho đi lùm không cắm ngoài rồi đi tiếp nó là hốt lúa hốt rồi đi đổ nước sau đêm mà nước hồ nước chỗ rồi đi cái chừng mà cháy cháy chỉ là lo tụi tụi khác rồi nó về tội quá hâm chi mà Mỹ du hòa mà rồi là giết dân gì vô tội tội quá vậy trời. Tôi khác, tôi kể tôi nói. Và trình trời nghĩ là đẹp nữa. Nó xuống đó. Nó bén tôi có đùi ra. Mấy cái dương đoạn ở trong này giờ nó kén nó đi không được. Đến chuyển lìa. Mổ thì cái đất gặt ấy. Nó vô dương đoạn ấy rất là gặt. Dương đoạn ấy mỏng hơn. Tức là bà bị thương. Bị thương hồi tuổi. Bắn ở đấy là bà bị thương. Bị thương. Nó bén tôi bị thương. Thương cái rồi. Cái nó chui đồ tụi xuống đó cái nó chắc chắc được tròn lên đầu kinh cho cô gì kì nó ta con nhỏ nó ta cục té đơi gì kì cho nó nằm biết cái nó bén người chạy với người lớn cái nó trúng cái nằm tôi gương đoạn luôn nó mét đúng rồi nó cho nó tôi thấy thôi nó bò để mấy ông mà nó bò trên mương mà nó bò lên cái mương cô mà nó dưới nước lên nó trâu nó sâu chứ mà khô tầm nó khô má cũng vậy lậu chung tháo nước mới nô vậy nhất nhật tức là mương là mương cạn mương nhưng mà sau khô. Đó là thành ra là dạ, thành cái mương nước thành cái mương nước. Nước máu dạ cho cơn nước máu ở thấy bò ở thấy mà về rồi khiêng nó đi thấy rồi chiều tấu rồi khiêng nó nở thấy cũng thốn mẹ ơi cho mẹ ơi cái đường này còn cháy cháy còn của mình tôi sống thôi hơn mẹ con nó em một bà mẹ cháy cũng cháy một đống tôi là mẹ tôi thốn nghèo quá tôi thốn là cái mẹ cho không có mà đi coi như là té xuống rồi bò lấy một chút bà tự bò ra bà tức là sau đấy thì sau khi nó bắn xong thì nó bỏ đi một số bé chỉ lo mà bé còn một số thì đi theo ruộng một số thì nó ở trụ là sao nó đốt nhà đốt cửa này cái trổ lon mà có cái gì mà lại là dính vô trong nhà mà cho trá hết gì không có ai không đúng khó trời chứ thấy đốt ruộng luôn gì thế bò cũng chạy heo cũng chạy cái trụ cái trơn gì bò có con nhỏ có nên là nó mẹ nó đi bớt củi trời mẹ nó ra đi thì nó không biết nó ở nhà chắc tiếc là cái củ lon mà lòng chắc củ lon cho hoa mà Mỹ giết xuống nó kiếm nó cho mẹ ơi giờ cái kén bò nó xông qua để nó xông dậy to vậy bà mới làm số con gần cái bãi chân con lâu bà lấy chút dù bà bò phải gì bà lấy bà dù bà ngầu trên rồi lỡ nó tới nó bén bà lấy đây rồi cứ có hành rồi bà vô bà ngầu chút bà lấy nó phé cái rồi bà lâu bà bò gì nhờ bà bò gì nhờ chứ cũng pha đồ ở nhà luôn rồi tôi với bà không biết lột xô con mà nó vậy cỡ thì âm mà chắc bò không có nhờ nên lừa bò núi giữa cái đường vô à đây không có nhà gì bò gì cũng mưa trầm đường này mà chưa tới nào đâu ấy biết cũng chưa trời mặt trời qua vậy mới lên đúng gì tới nhà cửa như không còn ở trời
không biết cấu cú lo mà nó quẹn trốn phơ mà còn nó đổ thấu rồi lưỡi mót mà lậu có gió được em khó nghèo mà bị thương mà đi không được. Còn ở trái thì đồng cứ rơ không biết đâu mà bò đi cứ nái hay mà trời lắm, thấy thốn nghèo lắm. Thốn này tôi thấy hầu giờ không có mà có bao giờ Mỹ thì vô ra miếng mà có đánh cận thốn thì cận thốn nó có sống bán chứ hơi bọn ta trang mà đồng bà mà cận thốn gì đâu mà bé quánh mà giết như vậy trời quốc đây mình nguyên chết bây giờ rồi đủ thứ ô nữa. Bây giờ có bè lại chứ phải lấy xô chứ nhờ đâu có còn đau ốm không có ai em trực đủ cao mày sớm quá như cho tôi như tôi giờ mà đi quý thì khổ quá mình không biết lấy xô cậu ra. Ba ơi, ngày đấy thì là bà là gia đình bà là có bao nhiêu người? Hơn mẹ con có cũng đứa đầu hơn là cũng đứa chút con đi ra lắm đậm vẫn nhiều. Tức là đã là bà rồi. À có tôi rồi. Tôi coi với bà mẹ. Dạ. Ba người. Gia đình tôi ba người. Còn của tôi thì bị thương. Cái hôm mà bà cho con hỏi cái khi mà nó xảy ra cái việc đấy ấy, thì là bà đang sống trong gia đình là có hai vợ chồng này, có bà với ông này, với lại có một người con, con gái, con gái và có cháu ngoại nữa. Cháu ngoại. Thế con rể đâu? Rể cháy lâu rồi, nó mới mong được chữa nó gì. À, tức là con gái. Nó đuôi nó, nuôi nắng nó. Thế và trong cái... Dạ, trong cái cứ còn một cứ còn tao thì còn một đứa có cháu sàn con thì nó đi theo cho nó chăn bò bây giờ nó cũng còn phế vì ông đi chăn bò cho nên là ông cũng còn sống cũng sống và không bị thương lên đó, là sống vâng lên thế núi là chăn bò trên núi kia núi đó thế là ở luôn trên ý không về nữa thì sau là ông về ông kiếm bà chứ hay sao ông kiếm chứ vâng. Thế bà có bò được về đến nhà không? Bao vậy nhà về vậy nhà rồi coi như được ông tìm tới thì coi như là tôi đi thị xã rồi tôi đi tỉnh rồi anh tỉnh là đồng bộ mà có sớm mấy cái thông lắp cặn trên kia đó rồi họ thấy rồi chân kém bên máu bay một mình đồng mỏ như đâm cục như ngu cõi vậy rồi phu thì bà con đưa lên cái lúc mà bà đang nằm ở trong cái đống bị bắn đấy thì lúc nãy bà nói đấy là ai người là được người đưa bà ra khỏi đấy cái con nhỏ mình không biết mà cái con nhỏ nó dép lên nó lao đi lên bà tức là cái con nhỏ đó thì nó cũng là ở trong cái chỗ đấy bị bắn hay là từ đâu nó đến không nó là nó đi vân cúi dạ. Rồi nó kiếm mẹ nó coi nó ra gì nó cứ kiếm mẹ nó chết mà nó tức là lâu rồi cũng là sau khi Mỹ đi rồi thì cái cô này là cô ấy đi kiếm củi cho nên cô cũng về là cô đi tìm mẹ trong cái gọi là lật xác tìm mẹ tìm mẹ thì là thấy bà còn sống thì mang bà lên bà nhờ lên mang lên kéo dùm bà lên bà đi về bà bò gì nó kéo luôn rồi lùm xô bà ngầu rồi dạ, Mỹ dạ. Tao nó biết dạ. nó giết bà mới xô cái từ cô chân có kéo nó trả giống như bà lùm tức là nó kéo bà bạn ấy kéo bà lên dạ. Sau đó thì là bạn ấy đi còn bà tự bò về nhà dạ, bò. Và lúc đấy là Mỹ đã rút khỏi làng chưa bà rút khó lo dạ. Nhưng mà vẫn sợ đúng không khó dạ. Lo khó lo mới dâm lại chứ dạ, dạ. Bà ơi có nhiều người giết ở chỗ cái chỗ của bà đấy thì có nhiều người sống được như bà không? Không nhờ tôi thì kể ra đó thì bà Thẩm có bà Thẩm mình bà Thẩm bà Thẩm là hồi đó mới đợt nhất
cái đợt nhầy không có trả, mới trả được. À, mới trả, mới là mới dẫn công mới trả được. Nó bắn đợt một. Ừ. Thì coi trước khi bắn đợt hai là bà chạy, bà dẫn con bà chạy. À, tôi không biết, hôm đó tôi không biết. Sau là bắn thêm đợt hai, bắn thêm đợt hai. Đã khơi rồi, không biết, bốn bốn lần nữa là bắn ba bốn lần. Để đít còn còn sống cũng không sống. Nó bén ấy, nó không để nó không nghe có chữa. Nó bắn. Nó bén. Khác đó là nó bén. Thế cháu khi mà bà bị thương đấy thì bà ngất đi không biết nữa hay là bà biết nhưng bà vẫn nằm im mà không kêu để cho khỏi bị bắn? Không, không biết. Hơi dưỡng đỏ nó luôn rồi. Mình nó coi như nó nắng quá. Dạ. Hầu đó nó nắng mùi mù mịt không biết. Nó cháy chồng rồi. Dạ. Coi như không biết gì nữa như đến khi tỉnh mà, rồi. Cái chồng mà nó lạnh quá đó. Dạ. Mới là biết. À, thấy nó lạnh rồi mới biết. Tức là mất máu, mất máu nhiều thì mình là mình sống. Dạ. Nó lạnh quá mà. Dạ dạ. Nó lạnh run 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 17 vậy. Dạ. Mà mới là biết mình sống. Thế sau đấy thì sau khi bị thương như vậy rồi mà tìm được bà về rồi thì đem đi chữa trị ở đâu bà? Đem đi đâu để điều trị vết thương cho bà? Thôi cho á. Mang xuống thị xã. Dạ. Mang xuống bệnh viện. Ừ. Ông đưa đi. Lên hậu đường hậu bán cái trong đầu tác cái đồ ông đậu. Dạ, dạ. Chứ mát không luôn biết. Thế là còn khi thế khi đấy là bà có hai người con gái đúng không? Ừ. Một người là có con rồi và một người thì bé thì đi theo bố. Ừ. Cái cô đi theo bố thì là chắc chắn sống rồi. Dạ. Chứ còn cái người người bé mà có con rồi thì sao? Có con dạ. Thì nó có chồng. Dạ. Chồng nó cháy. Dạ. Sướng bị ung thư húng gì đó. Dạ. Nên nó cháy sướng cái đường nó dẫn đi rồi. Nên nó cháy cho nên nó về. Gần đẻ nó về đây. Dạ. Nên nó sinh. Dạ. Nó sinh nó nhờ mẹ chứ giờ anh không còn. Tôi nhờ mẹ. Thì cô đấy là có còn không? Hôm ấy là có còn sống không? Cái gì? Cũng chết. Nước ớt nó rung chạy. Nghe nhỏ quà. Nhỏ quà xong chết như cốc. Cái nhỏ đâu. Bây giờ đi. Cái chiều sâu dưới rồi tôi không biết. Bảo bây giờ mở mồ hôi rồi. Hồi trong thấy rồi coi như mở rồi. Ba bà con nó thì tôi trông chú khó. Không giờ không có chạy xuống chưa gì được hết. Vâng vâng. Không có chạy xuống gì được hết. Còn cái họ trông tập thể được cái đám kia. Ba mươi mấy người đó thì nó trông. Được coi như tập thể. Nó trông tập thể thì có chạy, có cắt. Dạ. Còn con tôi thì đâm ngoài trong đất cầm không có rồi. Bà ơi, thế giờ bà đang ở với ai đây? Dạ. Đây là bà đang ở với ai? Tôi ở với cha, với chàng cha. Cháu là con của cháu ngoại hả? Cháu nội. Cháu nội? Cháu nội mà chàng nó sao này chú đẻ nó. À, sau này là mới đẻ. Mới đẻ. À. Chàng thứ 10. Tức là khi đấy bà cũng nhiều tuổi rồi mà vẫn đẻ nhiều. Bốn mấy rồi mà. Bốn mấy tuổi mà. Sao là 46 tuổi thì cũng đẻ mà. Wow. Cũng được thấy đẻ. Không sao đẻ. Cứ dứt luôn. Dứt cái đường máu luôn. Là khi 46 thì là chỉ mấy năm sau thôi. Chỉ có 3 năm sau. Bốn bà. Bốn bà. Nhưng ngày đấy chịu cực thì bây giờ có tí con mà. Ngọc Mai thôi còn một chút đó. Bây giờ cao tuổi thì chắc là cũng được con cháu chăm sóc thì chính quyền quan tâm đúng không bà? Không, chính quyền. Không, hồi giờ chưa mua phẩm rồi mới lễ lắm rồi. Cháu được 10 kg rồi. Cháu 10 kg. Bữa nào trăm bộ. Có mà chứ không có. Thì 93 tuổi là được nhà nước có tiền rồi mà. 93 tuổi cũng nhà nước có tiền ha. Có tiền. Có mỗi tháng được bao nhiêu bà? Bao nhiêu. Thế bồi dưỡng thì cũng bao nhiêu. Nó cũng có hàng ngà. Đố ăn khóc thì kể nó. Đó bà được nâng ngà. Nâng ngà tuổi nó nhiều rồi. Không có rồi. Làm ruộng làm nương thì được ấy. Em ké với nó. Tụi nó là cháu.
nào bỏ được cái kia gỗ rồi con chối gì vậy kỹ bà ơi. Cái hôm đấy là nó vào nhà nó xua bà đi à? Nó biết đi chứ. Nó vào từng nhà một à hay sao? Từng nhà hết. Nó lau từng nhà hết. Thế mà nhà nào mà trốn được xuống hầm là sống đấy. Mà trống con mi đen, cái dây chén á. Nó còn lâu mình kéo mình. Mà hết. Lỡ mình dắt cái của nó đi vậy. Đi vào. Nó giờ mình mới biết tí mới má rồi. Chứ hầu mình biết. Dạ thì mình đứng dậy mình đi. Chứ hầu không biết là mình thân đâu. Vậy nó nù. Vậy cái mình đi. Rồi mình đi. Chứ cơ trống con Mỹ luôn lúc là nó giết sao. Nó cũng nó mạnh gì. Người cháy nặng luôn cây. Mà nó chết chứ hơi có chứ chơi dơ gì. Mà nó ném chung cái mương mà lộn gì mà mạ yếu. Mạnh, nó mạnh lắm. Cứ Mỹ luôn luốc rồi, nó hung quá. Mỹ luôn luốc là Mỹ gì bà? Đen, đen mà luôn luốc. Đen, lem luốc. Lem luốc á. Lem luốc thì Mỹ đen. Mỹ đen á. Sách ném xuống. Trời tội quá. Đúng ý giờ nó rất tội lắm. Mỹ họ có con một túi mình mà họ có con còn họ trả được còn con bữa nay con họ giúp đỡ đau ôm kia đau ôm mẹ yêu rồi nấu cơm cơm căng trọng cho mẹ ăn cho mẹ sống ăn cô giờ mình không có cũng tội được phải chuyện bờ tội vậy. Cho thứ gì cũng có mượn con của mình. Thỉnh thoảng ổn lắm. Thế ông còn ở được với bà bao lâu thì ông đi? Ông bao tuổi thì ông bây giờ ông còn? À, không có đâu, chết đâu. Chết hồi mô? Đâu, nó 31 tuổi. À. Năm 31 tuổi, lâu lắm. 71 đang khỏe mà đã chắc bị bệnh hả? Hậu anh quá thơm, biến nó bét cả rồi, nó quánh quá rồi, bệnh cái. Ông lúc ông 71 tuổi là bệnh biết. Là năm bao nhiêu? Là năm bao nhiêu bà? Năm mấy năm một quầy. Năm đó giải phóng chưa? Năm mới giải phóng chưa? Cứ là còn quốc gia nè. Đang còn quốc gia à? Tức là lúc chết ở quốc gia là ông bị đánh nhiều quá à bà? Đánh quá sống đâu, có sống đâu. Bà ấy ngày đấy lính quốc gia là hiền hay là không hiền? Gầy ốm biết rồi. Bà, lính quốc gia ngày đấy có hiền không? Lính quốc gia ngày đấy có hiền không? Trên đầu người xuống mà hiền lắm. Ngay giờ lâm tẩu, con quan ngồi lính Mỹ vô đây với tôi lấy đồ hộp rồi cho tôi ăn rồi. Đường dứt xét lên đầu cũng tội lắm, không có nó cáo gì đâu. Mà có Mỹ đây cho lỡ, đủ quân đây sao tàu ba đây. Tức là trước thì vẫn vào nhưng mà không làm sao. Bỗng nhiên hôm ấy vào xong là giết. Vâng. Thế cháu hỏi bà là bà sống cái thời quốc gia ấy. Thì cái chính quyền gọi là thời quốc gia đấy. Thì lính quốc gia đối với nhân dân thì họ thế nào? Có sách nhiễu nhân dân không? Hay là có... Cái quan trọng sau này rồi họ đưa lên trên nữa, đưa lên trên chỗ dầu nữa, họ cẩn trọng lắm chứ gỗ nước rồi ăn chứ một con người ở Mỹ lọ kỳ. Thế sao ông bị đánh bà? Ông bị đánh là bị ai đánh? Quốc gia đánh nữa. Quốc gia đánh ông tội gì mà đánh? Thì đâu nó cộng sản nó đánh nó. Thế ông cộng sản ông sao? Ông theo cộng sản này ông ở đại vậy nó đánh. Vậy tức là cứ ai ở đây là bị đổ tội cho theo cộng sản. Ở đây thì không tranh chấp không đi theo cộng sản không giống. Không giống là lính này xuống nó biết mẹ thấy rồi mà có thưởng cũng biết rồi mà nghĩa quân nó cũng biết rồi bọn quen ấy nó đi nghĩa quân nó thì nó biết hết nên thành không lấy như giữ không mà thấy nó xuống đây là cũng ở nhà này dắt xét vào đồ kiếm ăn cái đúng đồ hộp đồ ăn cho không có tự do lắm ở nhà tôi cũng sẽ gánh nước đi lên đồng
nó cũng có nói gì đâu. Nó có bọn chồng bây giờ là hết đâu, ở đâu nó tới đâu. Nó hành quân tới rồi, nó hợp âm chứ không có. Không có, nó tới lắm. Dạ. Cảm ơn bà.